Hello, và chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhá. Thì clip hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với map Sunhok và vẫn là khu vực ảo Y thôi. Ở trận này cũng khá đông đấy mọi người. Đây rồi, Mutant. Ồ, bắn tên con súng trước này. Không phải solo à? Ui, tên kia chạy nhanh tê nhở. Ồ, trước mặt mình kìa, đang chạy kìa. Chạy đâu bạn ơi? Ui, chấm máu là có thật. Trời ơi, mình chuồn lẹ thôi, tìm máu, tìm máu. Quả này mà hít hơi đạn thôi cũng nằm xuống rồi anh em ạ, chứ đừng nói là bị dính một viên. Bắn nhau đi, đúng rồi, mình vào đây mình tìm máu trước đã mọi người ơi. Đây rồi. Mà may mà chỗ này có phớt. Chứ tầm này mà chẳng còn máu thì thôi, sắp làm game mới rồi anh em ạ. Rồi, mình sẽ tiếp cận lại khu vực nhà Y này. Từ đã cho quả bom lên tầng 2 thì biết đâu lại nóc được ai. Ô, trên nóc kìa. Uầy, gì đây, vừa mới heal được máu xong. Đây, lại có phớt nữa này, may thế. Vào đây mình hầm máu tiếp. Vâng, trận này cũng khá đông đấy mọi người ạ. Mình nghĩ là cũng phải gần 10 team ấy. Rồi, tiếp tục bắn nhau tiếp nào. Trên đầu mình một tên này. Ngay dưới cũng có một tên luôn, để mình bắt cái tên bên dưới trước. Đây một boss hay sao ấy? Boss rồi. Chỗ bên hai kho mình cũng thấy có tiếng M4. Có lẽ là thanh niên này đang bắn boss. Đây, có một tên vẫn đang chạy trên nóc nãy giờ luôn đi. À, bom lửa này. Đang kê trên này đúng không bạn ơi? Ồ, đứng chỗ nào ấy nhở? Mình đợi cho hết bom lửa mình công luôn nhá. Đấy, bây giờ mới đỡ được một tí tiếng súng đấy. Úi dồi. Ôi, đứng ngay góc đi kê luôn à? Không ngờ luôn đấy mọi người ạ. Đây, mình sẽ đổi qua M4 luôn. Rồi, còn tiếng chân bên trái nữa, chắc là bạn của ông này. Xác đâu ấy. Nãy vừa nghe tiếng súng bên nhà hàng xóm, đây rồi. Rồi, nốc luôn này. Quái, mình nghĩ mình không nốc được chứ. Ô, có bom, có bom, có bom. Vâng, có một tên đang rất là gần mình luôn đi mà không biết đứng góc nào. À, trên đầu. Thôi xong rồi, hình như là nó phơm mất cái tên bên ngoài kia rồi hay sao ấy. Trong này không có ai, hình như là có mỗi một tên thôi, mình công luôn đi. Đây rồi. Rồi, clear luôn này. Đây, lại có team khác nữa công vào chỗ bên kia nhà Y rồi anh em ạ. Này chắc là team bên ba kho công qua rồi. Đây, đợi mình heal máu nữa nhá. Đấy, may mà trận này mình cũng clear được nhà Y, chứ mấy trận trước cứ toàn bay vào là gãy thôi. Nó đông một cách kinh khủng khiếp luôn đi. Ô, tên nó đang bò này. À, cái tên lúc nãy mình nóc. May mà vẫn chưa bị cái ông trên nóc này phơm anh em ạ. Gạt hộ, gạt hộ. Là cái tên vừa tầng 2 bên Y chỗ đầu kia nó vừa bắn nốc con boss này đấy mọi người. Bên kia vẫn đang còn khá là nhiều tiếng súng luôn đi. Mình nghĩ chắc là vẫn đang còn ít nhất là 2 team nữa ấy. Hoặc 3 team. Đây. Đang kê ngay tầng 1. Đấy. À, chạy ra bên ngoài rồi anh em ạ. Mình nhảy xuống mình chơi luôn này. Đâu rồi? Ô, leo đi đâu bạn ơi? À, sót lại một thanh niên lẻ này. Rồi, ok. Kìa, vẫn còn thanh niên Việt Nam kìa, vừa bắn con bot. Từ từ để mình qua bên chỗ ba kho mình canh đã. Nãy lại vừa nghe thấy tiếng súng bên này nữa. Hôm nay thì mình sẽ chọn map sự kiện săn hốc, tại vì map này nó auto là map sáng. Chơi map thường thì lâu lâu ghép vào map sương mù ấy, mình quan sát map đấy nó hơi khó anh em ạ. Đây đây đây, có tiếng M4 bên này nữa này. Đây mình qua bên này mình hóng hớt xem nào. Kìa kìa. Ui giời ơi, chạy trống kìa. Làm gì đấy bạn ơi? Đây, mình gạt hộ luôn cho. Công vào đây à bạn?
gạt luôn này, lên nhớ xa nữa, liên tục bắn những pha vào đầu mà tại sao nó trâu thế nhở. Gạt hết anh em ạ, không đề phòng team khác gạt hộ. Đây hình là cái tên dỗ nhà hàng xóm nó công quạ con bot à, kìa tên kia bò kìa, bò đi đâu rồi, phơm hết anh em ạ. Ồ vẫn đang còn tiếng súng phía xa nữa kìa, đây này, trời ơi hình như là mấy ông này là mấy ông đáp vào chỗ khu bốt cam nhưng mà lại chẽ ra bên ngoài hay sao ấy. Xung quanh chỗ này lúc nào cũng có người luôn đi. Tìm chỗ này thì vẫn chưa clear cơ. Mình lại chẳng có cái gì để không ra để lút đồ nhỉ. Mua thêm ít khiên, thêm ít đạn đi nhỉ. Rồi. Đấy, có tí khiên thì mình công qua chỗ ngoài kia thì nó sẽ tự tin hơn. Lỡ bị bắn thì mình dựng khiên mình làm backup luôn. Ồ, đây 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 đây. Trong bốt cam vẫn đang còn bắn nhau này. Ở ông Việt Nam muốn nóc hai thanh niên Myanmar thì sao ấy, mọi người ơi. Mình công lên vội đi. À kìa, vừa bắn nổ một con xe ngay trên đồi ở chỗ bốt cam. Này chắc là cái team mà bị thanh niên Việt Nam mình đốc ấy. Ơ, đang bò vào này. Mình gạt hộ. Úi trời ơi, đúng ông này rồi anh em ạ. Đúng ông Myanmar bị thanh niên Việt Nam trong nhà kho nốc rồi. Ngon thế nhở. Ồ thôi, bị thanh niên Trung Quốc cầm barrel giết chết luôn rồi hay sao ấy. Mình đã công vào mình xem như nào. Ồ, có tiếng bom này. Ồ, vẫn đang có tên nốc nữa này. Đây rồi, bắt được tên thứ hai luôn. Thơm thế. Ui, sau lưng mình à? Chỗ nào ấy? Đây rồi. Ui rồi ôi, không đủ đam để nốc kìa. Đây anh em ơi, mình sẽ công vào mình chơi cái tên cầm barrel trước đi. Thanh niên Trung Quốc này, đúng không? Úi giời ơi. Đứng đây làm gì đấy bạn, chết luôn. Toàn ông lẻ hay sao ấy. Ồ, để mình lút lại cái Uzi. Rồi. Không biết là cái tên chỗ bên kia nó đi đâu rồi. Mình công thẳng lên đồi luôn đi. Cái gì đây? Ô, đứng táp ai đây bạn ơi? Phải cái ông này là cái ông mà lúc nãy đứng ở chỗ bên nhà bên chỗ bên kia bắn mình không ta? Đây, mình sẽ vòng trái và mình tiếp cận nha. Mỗi lần mà clear bot cam sau đó công qua bên khu resort ấy, mình rất là ngại chỗ đoạn đồi này. Dễ có team nó nằm đây nó cam ấy. Lại có tiếng súng bên kia nữa, để xử lý team này trước anh em ạ. Đâu nhỉ, bò đâu nhỉ? Đừng bảo là được cứu rồi nhá. Sao cứu nhanh thế? Ồ, có cái khiên dựng ngay dưới này. À ha, đây rồi. Đứng ngay gốc cây à bạn ơi. Ồ, vẫn nóc này. Cái tên được cứu hay là nó đi đâu ấy? À đây luôn anh em ạ. Cái gì đây, cái gì đây? Ơ, lại nằm ngay giữa đầu bắn mình thế này. Rồi, này chắc là bạn của hàng này luôn. Thế là team này còn một. Hoặc cũng có thể team khác, tại vì nãy vừa thấy ông nào đứng trên này bắn xuống. Bắn đúng về cái hướng mà cái ông nằm đấy luôn. Thôi mình bỏ thôi mọi người ạ, chỗ này khá đông ấy, để mình công qua chỗ bên kia đi. Đây, mình thấy rồi này. Sấy luôn. Bây giờ gặp ai là khều luôn. Uầy uầy. Ôi thôi xong rồi, ngu người rồi. Khều cho lắm vào, bây giờ bị nhiều hướng nó bắn luôn anh em ơi. Chơi hơi dại rồi, mình đang ngoài bo mà mình khều nên là sai. Từ từ đã. Mình uống phun nước rồi sau đó mình tiếp tục mình di chuyển vào trong bo thôi. Bây giờ chảy cối mống này là cũng chết bo đấy. Mua tầm này chắc là mua giáp 3 thôi mọi người ạ. Bo cối cần giáp 3 thì công nó sẽ tự tin hơn. Rồi. Bây giờ chạy qua trái nhá. Mình lấy được cái đồ dân kia là mình cam được cái team trong nhà chạy bo là hợp lý lắm này. Không
Không biết là có ai thấy mình không ta, chỗ này trống quá. Ôi, vẫn chưa có ai nhìn thấy anh em ạ, may thật. Đây, mình sẽ vòng trái mình lấy đồi luôn. Ok kìa. Một tên đã chạy lên trên đồi rồi. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Đồi này bỏ thôi mọi người ơi, nó lấy được cái đồi này trước rồi. Mình lại tiếp tục vòng trái, mình vòng ra chỗ phía đằng sau. Ui. Ui, nó thấy mình rồi. Từ từ đã. Đấy, biết ngay mà tên này nó đã lấy được đồi trước trước mình thì nó sẽ có lợi hơn đấy mọi người thấy chưa? Vâng, cái hòn đá đấy khá đẹp ấy, mình bây giờ phải cố gắng làm sao mà vòng tiếp tiếp tục vòng trái ấy, thì mình mới có cơ hội. Mình lấy được góc đẹp thì mình mới chơi được ông này anh em ơi. Đâu rồi ta? Ô, có một tên đang nằm này. Ô, đây từ tên này một đầu này. Ô, hai team khác nhau. À, thì ra là hai team đang cam nhau anh em ạ. Nằm đây. Đang làm gì đấy bạn ơi? Rồi, nốc luôn này. Thôi bỏ thôi mọi người ơi, di chuyển vào bo thôi. Ông kia nốc ngoài bo như thế chắc cũng chẳng cứu đâu. Ui. Ngay đầu bên phải mình có hai team nữa kìa. Trận này đông thật đấy. Không biết là cái đồ trên kia có ai không ta? Mình lấy được cái đồ trước mặt kia là đẹp này. Lấy được cái đồ đấy là mình sẽ bắt được hai team đang bắn nhau ngay chỗ chỗ mép bo luôn à. Bắt được luôn cả cái thanh niên mà vừa bị mình nốc nữa cơ. Cái ông mình nốc chắc là được cứu rồi sao ấy, vẫn chưa thấy hiện kill anh em ạ. Rồi, vào đây cam bo thôi. À, cái hiện kill rồi kìa. Như là bị clear rồi. Còn team ở chỗ mép bo thôi mọi người ạ. À đây, úi giời ơi. Đang nằm lút đồ bạn ơi, clear luôn. Không biết là còn ai nữa không nhỉ? Rồi mình cứ hiu máu đã rồi mình tiếp tục vào bo nhá. Ui, may mà nhà này chẳng có ai anh em ơi. Rồi, mình lấy được cái nhà ngay mép bo khá đẹp luôn. Bây giờ mình phải mua thêm ít bom đi. Bom lại từ từ đã. Chỗ này không đặt được hàng nhỉ? Để mình cứ đứng chỗ này mình quan sát một lúc đã, đợi bò tiếp theo nó như nào. Ô, có tên đang nằm này. Ui dồi ôi, sấy hơi mù mắt anh em ơi. Gạt trước đi. Tên bạn đó kìa. Trời ơi. Tưởng ở đấy mà không sấy nấn nốt được ông đấy thì thôi chắc xóa game mất. Và căn bản là hôm nay trời nó lạnh quá anh em ạ. Không biết là các bạn chỗ các bạn như thế nào nhưng mà hiện tại bây giờ miền Bắc đã bắt đầu vào đông rồi. Ê, bây giờ thời tiết lạnh đâm ra là khiến cho tay mình nó hơi bị cứng ấy. Anh em nào mà ghìm tay các bạn sẽ biết mùa này khổ lắm, ghìm tay đâu phải sung sướng đâu. Đây, mua thêm ít smoke. Rồi. Mua bom lại mua smoke để chuẩn bị cho bo cuối thôi mọi người ạ. Đợi khi nào bo khép phát, bo lên trên kia thì mình phải di chuyển vào trong bo luôn thôi. Đang có hai team bắn nhau trên đấy. Hay để mình mua xong đó mình công lên luôn đi nhờ. Lại lấy thêm ít smoke nữa. Mình biết ngay mà là bo kiểu gì cũng lên trên đồi mà. Mình chơi những cái bo cuối thì ít khi bo ủng hộ mình lắm anh em, bo cứ toàn né né mình ra thôi. Bây giờ phải lấy cái đồi trước mặt này để chiếm được một cái góc nào trong bo và sau đó mình dựng khiên lên và canh hai team. Mình nghĩ chắc là còn hai team còn lại thôi. Ở đây này. Đây là tên nóc hay sao ấy, vừa bị cái team ở dưới nóc. Là team này vẫn đang còn một hoặc hai. Đây mình dựng hai quả khiên này. Chỗ này cũng hơi nguy hiểm nhờ. Nó mà nằm nó trườn lên thì thôi xác định luôn. À kia rồi. Team trong nhà này. Đang ngó mình kìa. Từ đã. Mình chỗ này là mép bo rồi anh em, khá đẹp rồi.
Ngoài kia chắc chẳng có ai ra đấy đằm đâu. Tên này cứ ngó mình thôi. Ui nhưng mà ở dưới khu nhà này lỡ có tên lẻ thì sao nhờ, mình sợ mốc đi chắc ăn anh em ơi. Tên này chạy trống này. Ui. Từ có một tên nó cầm sniper nó bắn cover cho tên này anh em ạ. Ôi không nấp được tên đấy rồi. Vâng có một tên nó cầm sniper ấy, nó okay. À kia kìa. Nằm ngay chỗ mép bo kìa. Cày nhờ bị vướng tên này không nấp được cái tên chạy vào chỗ hòn đá rồi. Ôi. Rồi, một đầu một người này. Bò à, bò, bò này bạn ơi. Một thanh niên trâu thế, hai đầu một người còn chưa nốc. Gạt luôn. Rồi. Ui, có MG3. Thôi xong, nó bắn chết cái thằng lẻ ngay trên chỗ mình rồi. Vậy là còn hai ông cuối ngay dưới thôi. Mình sẽ vòng trái và mình lấy bo. À, đứng chống sấy là sai rồi bạn. Ui rồi mù mắt rồi. Rồi, nóc này. Còn tên chỗ hòn đá nữa. Mình dựng khiên luôn này. Ok à. Vai cả trường á, sao có đấy mình dựng khiên mà nó lại không được nhờ. Ui. Bắn đến nước này rồi mà còn để mất top 1 nữa thì thôi mình cũng chịu luôn ý. Lần nào cũng thế nhá, vào đây mình ảo y nhưng mà không bao giờ được top 1 luôn ý. Ơi bye bye mọi người nha, và hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Cố gắng trận sau lấy top 1 map này.